Và bây giờ là cái vòng quan trọng, đi tìm tần số. Chổng là bốn bạn gái, mình là con trai, có nhiêu tần số mình phải cho rung động nha. Dạ. Để các bạn nắm được mình nha. Xin mời bốn bạn gái. Thấy cái dáng ngồi thấy ngon lành rồi, xinh sáng công. Mời bạn số 1. Vâng ạ, lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào đến hai MC duyên dáng của chương trình và hai bạn nam ạ. Chắc MC quá. Vâng ạ, em tên là Lại Phương, hiện tại em đang 28 tuổi, đang là một nhân viên kinh doanh của một trung tâm triển lãm và hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra em cũng là một người mẫu và MC ạ. Rất là mong rằng hôm nay đến với chương trình ạ. Lúc sáng thì em đi chỉ có một mình thôi và khi về thì sẽ được đi hai mình ạ. Rồi mời bạn số 2. Xin chào toàn thể mọi người và hai bạn trai dễ thương bên kia. Mình tên là Ngọc Anh, mình hiện tại đang là ca sĩ và môi giới bất động sản. Quan niệm trong tình yêu của mình là yêu là phải giúp đỡ nhau để mà càng ngày càng phát triển hơn. Thì mình mong rằng đến đây mình sẽ tìm được cái người nào đó để giúp đỡ mình phát triển hơn. Đến cái tuổi 30 thì mình có thể mua nhà được ở thành phố. Là xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Mời bạn số 3 ạ. Mình đến từ Hà Nội, hiện tại mình đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của mình là kỹ thuật viên bên thẩm mỹ viện. Em ơi, em số 3 em tên gì ạ? Dạ em là San San ạ. Hôm nay nhiêu tuổi đấy ạ? Dạ em 24 ạ. Mời bạn số 4. Em xin chào chị Việt Hương và anh Trương Thế Vinh ạ. Xin chào tất cả mọi người đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mỹ Hương. Năm nay em 22 tuổi và em đến từ thành phố Hà Nội ạ. Em thích đi du lịch, hát và thích coi phim hoạt hình ạ. Trong tình yêu của em thì em chỉ cần một người hiểu em và suy nghĩ cho em là được rồi ạ. Nhưng mà nếu mà các anh có ngại ra Hà Nội á thì cứ để em sẽ tìm tới các anh. Hương cũng chia sẻ với các bạn nữ trong đây là hai bạn của tôi là có công ăn việc làm ổn định. Việc thứ nhất, thứ hai là người ta tới đây kiếm để lấy vợ luôn vì số tuổi 30 tới 32 tuổi rồi. Cho nên là bạn nào ở trong đó mà có ý muốn thành gia lập thất là cũng phải nói luôn ra ngoài đây, nhà trai của chúng tôi dạ bê sẵn chầu cau. Hú một cái là gia đình tôi đặt xuống liền nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái ốp lưng điện thoại của bốn bạn gái để biết được cá tính từng bạn như thế nào ha. Xin mời. Cái cô số 2 này đúng như cái lời giới thiệu, gây ấn tượng từ cái ốp lưng. Thông ấn tượng với cái ốp lưng nào? Dạ thưa chị Việt Hương, là em cảm thấy ấn tượng nhất với cái ốp lưng số 4. Số 4. Cái hình hoa văn gỗ đỏ như vậy á. Hoa văn gỗ, tinh tế ha. Rồi còn Toại thì ấn tượng như cái nào? Em vẫn ấn tượng nhất là cái ốp lưng của bạn số 2. Đúng không? Nhìn thấy tiền mà chất thành núi mới ghê chưa? Vinh ơi, còn em thì em ấn tượng với cái ốp lưng nào? Em ấn tượng với bàn tay bạn số 3. Tại bàn tay đẹp đúng không ạ? Đúng rồi. Bàn tay bạn số 4 cũng đẹp nha. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình xem cái màn hình khóa được không ạ? Xin mời màn hình khóa. Một lần nữa Toại với lại Thông lại thấy ấn tượng với lại cái màn hình khóa nào? Nếu như mà nhìn vào thì ốp lưng thì em là thích cái ốp lưng của bạn số 4. Nhưng mà nhìn vào màn hình khóa thì em là thích cái màn hình khóa của bạn số 3. Coi bộ bạn Thông này bạn lãng mạn lắm nha. Dạ. Hồi nãy cái ốp lưng thì thích bạn số 4 tại vì là điêu khắc gỗ. Nhưng mà bạn số 3 mở màn hình khóa lên thì đẹp quá. Hoa này là hoa gì bạn ha? Dạ hoa lan ạ. Em vẫn thấy ấn tượng với số 2. Vẫn thích số 2, kiên trì. Bạn số 2 ơi, hai bé đó là ai vậy ạ? Dạ là cháu của em ạ. Nít đó vô tư chụp tấm hình y hình mẫu. Dạ em cho em hỏi anh Tài là bao giờ anh có ý định lập gia đình à? Đúng như là nãy chị Hương nói luôn á, là đến cái tuổi này thì có thể là phải cưới gấp rồi đó. Tìm hiểu được là cưới liền. Đúng rồi. Sao không nói mình nôn kia ta? Gấp dữ vậy? Ta 32 rồi, còn gần 40 như em rồi bỏ qua luôn rồi. Có thì nói tội em thì em nhỏ là khẽ lắm. Á. Em tưởng là 20 dạ, luôn chứ. Cho em hỏi hai anh là có thích con nít không ạ? Anh thích cực kỳ luôn em. Còn Thông? Mình thì có ba đứa con nuôi. Ba đứa con nuôi. Trong đó có một đứa con nuôi là tên của nó là do chính em đặt luôn. Vậy hả, tên gì em? Dạ tên là Hoàng An ạ. Hoàng An. Dạ. Những cái đứa nhỏ này á là con của những cái bạn thân của em nhận nuôi và em xem nó như là con cái của mình. Thường hay tổ chức đi chơi chung, gặp mặt nhau, em cũng có chia sẻ và dạy dỗ những cái đứa đó những cái chuyện nhỏ thôi. Vậy là con đỡ đầu thôi. Dạ, anh có một cái chuyện muốn chia sẻ đó là trong gia đình của anh á thì trong gia đình của em á thì em là cháu trai độc nhất, cả bên nội bên ngoài thì chỉ có một mình em là cháu trai thôi. Con trai một, nội ngoại hai bên chỉ có một mình Thông. Dạ, cho nên là em không biết là liệu bạn gái số 2, bạn có cảm thấy áp lực không nếu như mình phải về làm dâu ở một cái gia đình như vậy, có cái đặc thù như vậy? Mời bạn số 2 trả lời. Dạ không anh, nếu mà để mình thương nhau mà mình dụ như là mình đi theo chồng mình rồi thì giống như là nhập gia thì tùy tục á, thì mình phải biết chu toàn là hai bên gia đình. Cho mình hỏi bạn số 1 nha, hình như là bạn thích đi du lịch lắm đúng không? Dạ đúng rồi ạ, em rất là thích đi du lịch ạ.
Cảnh này bạn tự chụp hay là bạn lấy ở trên ở đâu về? Cảnh này thì em lấy ở trên mạng, nhưng mà hiện tại em rất là thích biển. Những cái lúc mùa buồn á thì em rất là thích đi du lịch, cũng như rất là thích ngồi ở dưới biển để mà cảm giác cho mình cảm giác thoải mái hơn ạ. Nghe có vẻ lãng mạn ha. Và anh có thể cho em hỏi chút xíu là anh đã từng đi biển ở đâu chưa ạ? Quê anh là biển luôn rồi. Quê em là cũng biển luôn á anh. Quê em ở đâu? Dạ ở Phú Yên ạ. Gốc em ở đâu vậy? Dạ em ở Cà Mau. Phú Yên. Dạ. Cà Mau rước dâu ngon à, phải ghé thành phố Hồ Chí Minh cái gặp tôi cái nha. Mời chị uống cà phê. Đúng rồi chứ. Phú Yên có một cái bãi biển rất đẹp, đó là gành đá dĩa hả em? Dạ đúng rồi ạ, gành đá dĩa ạ. Đẹp lắm hai em. Dạ rất là đẹp ạ. Nếu mà có dịp thì em cũng rất là muốn mời hai anh chị và ba bạn nữ và cũng như hai bạn nam ghé vào Phú Yên ạ. Mình xem cái màn hình rồi mình cũng chưa có hiểu họ lắm. Bây giờ cho xem cái sau khi mở khóa mình coi bạn số 1 trước đi ạ. Bạn gạt qua ngang qua cho mọi người nhìn coi bạn sắp xếp cuộc sống như sao. Xinh quá trời. Nhưng mà như vậy lộ mặt không? Dạ hình ảnh này là của chị Tư Cẩm Ly ạ. Là một người một ca sĩ mà em rất là thần tượng ạ. Trời dạ. Ơi chị Cẩm Ly ơi chị Cẩm Ly. Anh nãy vừa mới chiếu màn hình ra ai của nó sao đẹp quá. Dạ đó là chị Ly. Dạ hai anh có thể cho em hỏi một câu ạ. Em thì thầm rất là thần tượng chị Cẩm Ly. Còn hai anh thì có thần tượng một cái ca sĩ nào không ạ? Thần tượng chị Việt Hương em. Đúng chuẩn luôn. Em nghĩ chị Việt Hương là thần tượng quốc dân rồi. Ai cũng thích chị Việt Hương cả. Xạo xạo á, phải ngồi đây nói vậy em. Cái thật ra thích Cẩm Ly lắm. Và hai anh có thể cho em hỏi thêm một chút xíu đó là thể loại nhạc mà hai anh thích là gì được không ạ? Anh thì thích nhất là bolero. Dạ. Tại vì ở dưới miền Tây á. Dạ. Thì một là bolero, hai là cải lương thôi. Không biết là em công việc của em có gì mà em dùng cái thước đo nhỉ? Hiện tại công việc chính của em là một nhân viên của trung tâm triển lãm cưới tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Nếu mà cô dâu chú rể mình đặt tiệc á thì sẽ xem kích thước sảnh bên em cũng như là xem về các cái mẫu trang trí á, thì em sẽ sử dụng những cái tính năng này để phục vụ cho công việc của mình. Có thể cho tụi anh coi những cái hình mà trong công việc của em được không? Dạ được. Nhớ là những cái hình mà đừng có mặt em. À, hình gia đình kia. Dạ. Hình hồi nhỏ cũng được. Đây là hình lúc nhỏ của em. Trời ơi. Hai anh có thể cho em hỏi một câu nữa là lúc thời gian rảnh rỗi thì hai anh sẽ làm gì ạ? Khoan, em cất cái hình đi em, nuốt nước miếng. em muốn đáng đổi là anh ơi, đặc thù công việc của anh phải làm việc rất là dài, từ 7-8 giờ sáng cho đến có khi đến 9-10 giờ đêm về, chỉ có nghỉ được khoảng cỡ tầm khoảng cỡ 1-2 tiếng rồi lại phải lao đầu vào công việc tiếp, bởi vì cái áp lực của một người đứng đầu. Với cái tính chất công việc của anh là khá là bận như vậy, thì nếu mà anh có bạn gái thì anh sẽ sắp xếp công việc cũng như là dành thời gian cho bạn gái của mình như thế nào ạ? Đối với anh, ai cũng chỉ có một ngày, cũng 24 tiếng thôi, chỉ khác nhau ở chỗ đó là vì thương nhau, vì nhau mà dành thời gian cho nhau. Nếu như anh có bạn gái thì kể cả bạn gái có ở xa hay như thế nào nữa, anh vẫn sẽ cố gắng sắp xếp. Em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh vẫn có thể dành ra thời gian anh làm việc từ thứ hai đến thứ sáu thôi. Và yeah. Tối thứ sáu anh sẽ bay luôn ở chơi với em từ bảy nhật và thứ hai em về lại. Nói câu này chịu. Còn nói gì nữa, kèo cứng rồi. Bây giờ cho tôi xem màn hình của bạn số 2 đi ạ. Lướt qua Ngọc Anh này, ba mẹ hai em. Dạ đúng rồi chị Việt Hương. Đây là ba này mẹ. Là kỷ niệm ngày cưới hay là ngày cưới ạ? Cái này là đám cưới của chị gái em á. Ba mẹ đi làm xuôi. Dạ. Ha, gả chị, mẹ xin vậy là em phải xin rồi. Ôi trời ơi. Trời đất ơi, cái list nhạc cái gì cái đâu mà. Cái list nhạc đúng ngay cái gu của em luôn. Em là rất thích cái ca sĩ Lê Quyên. Mà nghe như là nhạc sầu không luôn nha. Có bao giờ có bồ chưa? Dạ em có rồi. Có thất tình không? Sao nghe nhạc buồn không vậy? Dạ. Đúng như vậy. Em thích nghe nhạc buồn chị Việt Hương. Dạ, giống em. Kể cả lúc em không có cái gì buồn cả, em cũng thích nghe nhạc buồn thôi. Vì đó, theo em nghĩ đó là một cách tốt nhất để mà nuôi dưỡng tâm hồn mình. Em phải bê về đôi của anh, đôi u sâu. Tím Huế nữa ha. Dạ. Chiều buồn, mưa lất phất rồi. Dạ, đúng rồi chơi. Xong rồi người bồ ngồi tóc xõa dài dài, mặt buồn buồn. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời, chị buồn lắm. Dạ. Chị ở ngoài đó đóng phim tháng thôi, chị xin về á. Tại vì trời mưa buồn lất phất dạ. Em. Về Cà Mau cua tôi. Bây giờ mình coi tiếp hình đi ha. Cái gì vậy? Tiếng Hàn Quốc. Dạ. Em đang học hả? Trước em có tìm hiểu về tiếng Hàn á, tại ngày xưa em thích coi phim Hàn Quốc nên em mới tìm hiểu một chút xíu về tiếng Hàn. Thể loại phim của các anh thường coi là thể loại phim gì ạ? Anh thì thường coi là phim hành động thôi. Anh thích phim hành động hơn. Trai là phim hành động. Còn Thông? Thông thì thích xem phim kiếm hiệp. Nhỏ coi phim tình cảm Hàn, khóc lóc, thế nào cũng có ung thư bệnh viện gì. Và mai mốt mà về nhà mà gặp vợ lúc nào cũng coi phim Hàn Quốc tình cảm thì mấy anh có chịu coi chung không? Anh cũng thương hay xem phim Hàn Quốc mà anh vừa mới đây nhất là đang xem lại Bồ Hầu Về Mặt Trời. Nhưng Ngọc Anh ơi, mình cũng phải tiết chế hai em. Chứ đi làm cả ngày về mệt, mở cửa ra thấy bà vợ u sầu ngồi kế bên coi phim Hàn Quốc khóc hoài cũng mệt tim. Cho nên mình cũng sẽ thay đổi, coi chút xíu phim hành động với chồng, coi chút xíu phim kinh dị, phim ma rồi gì la lối gì
núp vô bờ vai của chồng rồi gì chứ ha. Dạ. À, còn khi nào coi phim này thì lâu lâu coi một bộ thôi, chứ mà em coi ngày tháng, chị là chị ruột em mà em coi ngày tháng chị cũng không chịu nữa nha Ngọc Anh. Vui lên em. Dạ, phim Hàn Quốc thì em thường thường là cũng có những phim hài rất là hay, giống như là Gia Đình Là Số 1 á. Ừ đó, dạ, coi mấy phim vui vui nha em. Cho mình qua cái màn hình của bạn số 3 nha. Anh thấy là em rất thích đọc sách, có 4 cái app sách trên một cái màn hình đó. Thì không biết là em thích xem là gì? Em thích xem sách về đầu tư kinh doanh ạ. Dạ. Wow. Ví dụ như cuốn nào em có thể giới thiệu cho mọi người biết được không? Ví dụ như những cái sách nổi tiếng như là Đắc Nhân Tâm, Nhà Giả Kim hoặc là Dạy Con Làm Giàu. À, toàn là kiếm tiền thôi. Cho em hỏi anh Thông là có biết nấu ăn không ạ? Anh biết nấu chút đỉnh thôi, không dạ, không có giỏi lắm. Dạ không sao, tại vì em nấu ăn giỏi ạ. Dạ không sao, tại vì em nấu ăn giỏi ạ. Oh. Riêng bản thân em, cái niềm hạnh phúc nhất đó là khi mình về nhà có cơm lanh canh ngọt, có vợ của mình. Em về sớm em sẽ cùng với vợ nấu ăn, em sẽ đi chơi cho vợ. Nếu như vợ cần em vẫn có thể là chăm con hay có thể làm mọi thứ. Wow, thông ngọt ngào quá trời mà còn là làm hết việc nhà cho vợ nếu đi làm về sớm. Mà thường anh hay làm về trễ lắm em. Rồi bây giờ cho chị coi màn hình của bạn số 4 đi. Ui đẹp quá. Em với bạn San San đều là ở Hà Nội. Không biết là hai anh có muốn ra Hà Nội một chuyến không ạ? Không, từng lát hai đứa chọn số 3, số 4 mà hai đứa một đứa đi chung luôn. Em nghĩ là hai anh nên nghe chị Việt Hương đi ạ. Dòng cũng gãi Hà Nội nghe nấu tán chạy cho tiếng quả chị Hương á. Tán chạy ha. À, cho em xin lỗi là em muốn hỏi hai anh là bao nhiêu tuổi là các anh muốn lấy vợ ạ? Nghe bây giờ luôn em. Nghe bây giờ luôn. 32 rồi còn gì? Không, bao giờ lấy? Giờ em thì thực tế hơn một chút, phải 5 năm sau. 5 năm thêm về để chỗ đó cho anh Vinh. Dạ thì không, đi đó là cái suy nghĩ của em. Nhưng mà nếu như trong cái quá trình mà tìm hiểu nhau thì cảm thấy cân nhau quá rồi thì tất nhiên cái câu số đó sẽ giảm lại được. Chị nghĩ là trễ lắm, là 5 rưỡi, 32 tuổi cưới được rồi. Giờ bây giờ tìm hiểu cái điện thoại cổ này đẹp quá nè. Xem một chút xíu hình ảnh của em đi Ngọc Anh. Mỹ Hương. Mấy người tin Hương đẹp lắm. Ví dụ như chị thôi. Con nhớ thiệt buồn quá tụi con. Không? Mình nhắc hoài mà nhớ Mỹ Hương, vừa nhắc cái tôi nhớ Mỹ Hương liền. Em ơi, có thể cho vào cái menu của em được không? Hợp âm chuẩn, bạn biết đàn hả? Dạ em không biết chút xíu ạ. Em đàn gì? Em là đàn piano thôi ạ. Cho em hỏi là hai anh có anh nào biết đàn không ạ? Anh biết hát không, không biết đàn em. Em hát tặng chị một câu cho bốn bạn nữ nghe luôn. Dạ đúng rồi ạ. Vô ta. Sẵn đây tặng cho bốn bạn gái luôn. Là bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Ok. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên xem, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Dạ được rồi, cảm ơn được. Ok, rồi đã hay. Không nghe được, nghe vô là em. Này mà chiều chiều ở Cà Mau, ngồi trên chiếc vỏ lãi, hai vợ chồng chèo đi, ông chồng cất giọng hát, cò về đâu mái tóc người thương là thôi rồi. Rụng liền. Chúng ta nắm sơ sơ rồi ha. Không biết là hai bạn có cái phần ấn tượng gì chưa nhỉ? Em cũng đã có rồi đó. Vậy trước khi tới cái phần mà ấn tượng để cho hai bạn nghĩ là giữ lại bạn nào, chúng ta giải lao trong vòng ít phút. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe phần chia sẻ là mỗi bạn ở đây ấn tượng với ai. Đầu tiên xin mời Thông nhé. Dạ, cái người bạn gái mà khiến em có ấn tượng nhất trong bộ bạn gái này đó là bạn nữ số 4. Mời giữ lại số 4. Wow. Thưa ông Tơ, bà Nguyệt, thưa vị khán giả. Dạ, tôi muốn lấy vợ lắm rồi. Nói chung là ấn tượng chút xíu thôi. Dạ, ấn tượng nhất là bạn số 2. Ấn tượng bạn số 2, mời giữ lại bạn số 2. Wow. Ở trên đây thì tất nhiên là có ba chàng trai. Chắc là tôi mời anh Trương Thế Vinh. Anh ấn tượng với bạn nào, tôi chọn lại giữ lại luôn. Hai bạn còn lại thì em ấn tượng với bạn đầu tiên hơn. Mời giữ lại bạn số 1. Và mời tất cả quý vị gặp gỡ bạn số 3. Ôi, chào em. Xin như thế này cơ mà. Rồi.
Một cô gái rất là xinh đẹp. Xinh thiệt là xinh. Và chúng ta đã đánh mất một cơ hội. Cô nàng vừa bước qua hai ảnh chán dáng luôn. Hai nói chứ hồi xinh quá, xinh quá. Bây giờ có thể là nắm tay em được không? Được. Bắt tay cái đôi này. Trải đá, trải đá bắt. Cũng không có hỏi được em nhiều. Cho nên cũng chưa có biết, chứ không ấn tượng được nhiều. Rồi cũng sau chương trình này chúc em là sẽ tìm được một cái người mà chung tần số. Thì có sao chương trình có thể mình làm bạn. Trước tiên là cảm ơn anh chị. Trong ba anh này có anh nào gu em không? Anh ạ. Anh thấy có lỗi quá. Anh nói nghe nè, đồ cặp nữa kìa, đồ cặp giống nhau nữa kìa. Có sự duyên rồi. Anh rất xin lỗi bởi vì anh lại không giữ lại em. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em nha.